Lùm xùm chi bu với nghệ sĩ Việt xuất hiện trong đề thi ngữ văn cấp 3. Cư dân mạng tỏ ra khá bất ngờ và thích thú khi chi bu và MV đầu tay của cô được đưa vào đề thi học kỳ môn ngữ văn của một trường trung học phổ thông. Mới đây trên mạng xã hội, bất ngờ xuất hiện bức ảnh chụp lại đề thi môn ngữ văn của một trường cấp 3 ở Phú Thọ khiến công chúng không khỏi chú ý, bởi chi bu cùng MV debut từ hôm nay được nhắc đến trong câu hỏi nghị luận trong đề thi. Cụ thể, nội dung trong câu hỏi có điểm số cao nhất trong đề thi như sau. Chi bu tên thật là Nguyễn Thị Chi, cô bắt đầu nổi danh từ cuộc thi Miss Teen 2009. Hiện là một hot girl được nhiều bạn trẻ yêu thích. Tháng 10 vừa rồi, Chi bu tung MV từ hôm nay, đánh dấu chuyển mình trở thành ca sĩ. Ngay lập tức, cô gặp phải nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Hương Tràm là người đầu tiên đưa ra quan điểm mạnh mẽ, không biết hát thì đừng mang nghề ca sĩ ra để kiếm tiền. Tóc Tiên, Thanh Lam, Thu Minh, Quốc Thiên, Văn Mai Hương cũng có cùng quan điểm. Không chỉ vậy, ảnh chế về cô xuất hiện ở khắp nơi. Những clip xuyên tạc được thực hiện hàng trăm nghìn lượt xem. Mặc dư luận ném đá giọng ca từ hôm nay cho biết, cô không bị ảnh hưởng nhiều bởi điều này. Hiện cô vẫn tiếp tục luyện tập thanh nhạc để chứng minh con đường ca hát mình chọn là đúng. Mỗi tháng cô sẽ cho ra mắt một MV. Hãy hóa thân vào Chi bu, viết một vài văn tự sự, có sử dụng yếu tố biểu cảm kể về một ngày của mình sau khi ra mắt MV từ hôm nay. Việc Chi bu xuất hiện trong đề văn này cho thấy sức nóng của cô khi lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc. Nhiều khán giả nhận xét thầy cô hiện nay khá hài hước và nhạy bén khi luôn cập nhật thông tin về showbiz mỗi ngày. Trước đó dòng ca cho ta gần hơn cũng được nhắc đến trong đề thi môn tài chính ngân hàng của một trường đại học. Chi bu gây tranh cãi khi quyết định lấn sân sang lĩnh vực ca hát.